Chào các bạn đã trở lại với video tiếp theo trên kênh Chú Toàn TV. Bây giờ mình đang ở chợ xa. Mình sang này cũng công đôi bao việc. Anh em lâu lắm rồi cũng không gặp nhau. Là một. Được rồi, anh đây được rồi. Rồi, ok rồi. Ngon rồi đấy. Lâu lắm anh em không ngồi với nhau. Đấy, được chưa anh? Được rồi đúng không? Ngon lành cành đào rồi. Anh em làm mấy bát thuyết canh các bạn ạ. Lợn sạch chứ không phải lợn nuôi cám đâu. Diêm gan cũng họng chuột này mày làm được bữa chuột đồng ăn mới ngon. Có một vài cái kia cái kia gặt 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 đấy. Và bên em người ta cũng bên em người ta cũng hay đánh kiểu đánh điện đấy. Đánh điện nguy hiểm lắm. Đánh điện có bản là người có bản là dính đấy. Nhưng mà đánh cái kích bình này nó cũng không nguy hiểm bằng điện nước. Vâng. Điện nước thì chết rồi. Đánh mà to. Nhưng mà cái điện bình này nó không mạnh như điện nước. Bên em giờ người ta căng dây bóng đầy ruộng. Lắm chuột quá. Mình thì người ta ít bán chuột nhỉ, mình sang khu vực Bắc Ninh nó nhiều. Bắc Ninh đa số ở đây đa số bọn Bắc Ninh lên đó bác. À. Ăn cỗ ngoài Bắc Ninh là phải có đĩa thịt chuột rồi. Bắc Ninh mới lại ngoài Hà Nội Hà Đông ở đây lắm. Đấy. Cả làng bắt chuột. Chuột đồng cơ. Chuột nhà thì người ta bảo không ăn được, hôi lắm. Hôi, chuột nhà. Chị hôm nay làm nhiều ruộng không? Hai mẫu à? Thế là nhiều đấy, em làm có 4 sào thôi. Em vợ em cũng đi làm ở ngoài Vân Trung. Và anh cho thế khả năng không nhiều nước đấy, phải không? Một tiết một nước. Nhiều nước đấy. Đỏ tươi đấy. Cái này cả cho có cái kiểu như em thấy người ta đánh thì có cái ca nhỉ, giống rót nó dễ. À, em cái trường nó cũng nhạt nhạt màu đấy. Tăng tăng tí
tăng tí cho nó đỏ đỏ tí. Có đủ 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 tiết hay là lại thiếu? Mấy hôm ở bên anh thì như nào, nhưng ở bên em gió to. Đông to gió đông to. Đấy thế. Hôm nay được mưa mưa nhỉ? Mưa phùn. Đỏ hơn đấy, tươi màu hơn. Cũng ra vòng chỉ ngang ở bên này thôi. Đấy anh cho vào bên này rồi. Đủ không? Lại thiếu rồi. Giống rắc lạc ngay không anh? Chị hôm nay ở nhà gì? Chị hôm nay thế ở nhà mà hôm gọi trước hôm sang chị làm gì có nhà đâu. Đấy, bật cái cảnh đầy quá. Hơi đầy. Đầy thực sự. Lạc vào thì nó thơm nhỉ. Món ăn cái món này cũng là cái món truyền thống nhá anh nhỉ, của các cụ ngày xưa anh nhỉ. Bây giờ người ta nuôi cám nhiều thì người ta ít. Giờ có lợn sạch là hiếm lắm, ít lắm. Trước đây cũng hay ra quán ăn cái canh đấy. Bây giờ là toàn người dân nuôi cám nhiều, cám tâm trọng ăn thẳng. Hôm nay đến nhà anh chị chơi làm mâm rõ là đầy. Chú thì là 79 à? 79 tuổi dê nhỉ? Vâng, kỷ mùi. Ông từng này làm sao hết đủ rượu. Từng này thiết canh mà có tí rượu này sao đủ. Chán rồi. Rượu uống hết đi, uống hết xong lại có rượu kia rượu màu. Anh nhỉ, uống hết lại có. Giờ tao mới mua. Lấy rượu màu. Giờ là tiết canh lợn, tiết canh sạch đấy.
lợn cho ăn cám. Lợn này là lợn chuyên chặt trên rừng. Không. Nó mới xuống này. Lợn này bắt được thịt vậy, hôm nay đãi khách. Lợn này là lợn sạch, cẩn thận. Bây giờ kiếm con lợn sạch khó lắm. Trình độ. Ngay rồi. Quá ngon. Thế nhưng mà bố biết tiết canh vịt lại không không biết đánh. Có đánh bao giờ đâu mà. Hôm qua bọn em làm cũng hai tô tiết canh ngan. Ăn mua. Ăn mua. Thế chị làm ruộng làm hai mẫu à? Chị hơn mẫu. À hơn mẫu thì làm vừa, có hai ông bà làm vừa thôi. Làm đủ trăm mẫu. Làm đủ ăn là được rồi. Chuẩn bị đấy. Sơn năm ngoái là tuần trước chụp rồi. Đợt này chắc lớp 12. Mà cuối cấp rồi nhỉ? Vâng. Cuối cấp rồi đấy, sang năm mà anh đi chỉ học biết trốn đấy. Quan trọng thi trường nào? Một Hà Nội. Hà Nội như vậy chị cho cháu nó thi vào trường nào? Một công nghệ thông tin nữa mà. À công nghệ thông tin cũng được. Bên ngoài nó đang bảo là đi làm may kiểu như dệt, không biết là nó bảo làm cái đấy nâng cao nhưng nó. Nếu mà công nghệ thông tin em cũng có đứa cháu học công nghệ thông tin ra trường mà. Ngành may mặc, ngành may mặc thì. Nhưng mà ra thì nó nhiều ngành đúng không? Một cái trường nó ra nó nhiều ngành. Nó có nhiều ngành nghề. Ừ, chứ không phải là ra mà dập khuôn mà cứ nghề. Công nghệ thông tin thì bây giờ nói chung là trong cái cơ chế bây giờ thì nó đang phát triển mạnh. Đúng rồi. Nó phải giỏi. Nhưng mà nó cũng kén người ra phết đấy. Cái đấy phải nhanh. Nói chung là trưng dụng người tài. Đúng rồi. Vì bây giờ mình cái gì cũng sử dụng bằng kỹ năng 4.0 rồi tới đây là 5.0 nữa. Tiết canh đánh đầy. Đầy có ngọn. Có thể đánh thêm một bát nữa thì đấy. Ông này này còn đánh cái này ông ăn no. Ăn no thế đấy. Ăn gì cơm nữa. Lần đầu tiên thấy ông Quân đánh tiết canh ấy. Ông có bao giờ đánh không? Đây chắc là em trai chị à? Cháu. À cháu. Con là chị gái. À ừ đây giới thiệu. Đây là cậu bề trên, không phải cậu dưới. Chứ không phải là em trai. Hai cái màu. Dễ cây. Đấy anh rượu màu à? Hả? Như nhau. Một cái mua trên mạng, một cái này mua ở quán. Vẫn là thuốc bắc ấy, thuốc bổ ấy. Ngâm rượu, ngâm đau lưng, đau xương ấy. Không, em ơi, cho anh rượu trắng, làm chén rượu trắng. Anh không thích rượu màu. Chỉ rượu trắng. Em thích rượu trắng thôi nhưng men ná đây nhưng mà vấn đề là men ná của lĩnh vực Lào. Đây, men ná đây quảng cáo cho thương hiệu là men ná của. Cái chén này anh mua ra hả? Lòng Thanh Thanh. Cháu Tết. Phượng không mua ở đâu ấy, mà nhà bác cho cha. Men lá. Rượu men lá thì uống thì nó ấy. Nhẹ. Nhẹ uống được nhiều. Đông. Đánh đầy. Anh có thừa con không? Mua con này. Có một cái à? Mấy cái. Vâng, con lấy mỗi người cái. Ông quảng cáo rượu này, thì chiều đi làm sách thì này, uống cái này rồi. Bốn. Rượu này chắc rượu người ngủ cổ thức nhỉ? Người ngủ cổ thức. Như mùi Amazon. Mùi thơm hết nhỉ? Thơm em đặc biệt là em chỉ có rượu trắng ấy. Ở nhà toàn rượu trắng. Nếu chính xác ăn tiết canh phải là rượu trắng thì mới là chọn. Nè, các kia chưa biết là nó có chương trình gì hay không. Thôi đi anh ơi. Chương trình cũng là một cái sự tình cờ anh em mình được gặp nhau ở đây thì làm vài bát tiết canh nâng vài ly rượu nhá. Chúc anh sức khỏe. Cảm ơn. Mời bà vợ nhá. Mời chị nhá, mời em nhá. Con này. Lạc. Lạc bên này phải nói là công nhận ở bên này ít lạc. Nàng với khoai bên đấy nên là chuẩn chứ anh. Hả? Nàng với khoai bên anh trồng mới chuẩn.
Tao nói là lạc bên này cũng không người trồng mấy phải. Không có trồng, không ai trồng. Thưởng thức tiết canh ít tại cây mà. Vâng chị. Đấy. Cũng được đấy chứ. Đông đấy nhỉ. Đấy. Hôm nay em được sang nhà hôm nay em sang nhà anh chị chơi. À. Gặp bữa đi em ăn cơm đây thì chúc anh chị các cháu mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn. Vâng. Chăm chăm nhá. Chăm chăm nhá. Ăn đây nhỉ. Xem bát tư canh. Vợ, chơi cái này trước không cơm chứ. Vợ ăn. Ngon. Sáng với anh em ngồi đã bảo rồi. Bảo hay là kiếm đồ để thiết kế tiết canh. Vừa nói xong thì cậu gọi. Đấy, đang ngồi rồi. Đang ngồi nhà Xuân. Cơm này nhỉ? Chú nhát. Em vừa nói em ăn rồi. Ừ. Nó làm bữa tới canh bò rồi. Bò hôm nào. Mấy hôm nay rồi. Nhưng mà tức canh đánh được đấy. Tức canh bò nhưng mà ăn vẫn kiểu là nó có mùi. Vẫn có thông thoảng mùi. Có ngày ông đánh nhiều tiết này thoải mái. Đấy, ẩm thực quê mình thì thường thường người ta làm tức canh. Gọi làm cho nó mát. Vâng, bây giờ mình đang nuôi này, sạch cơ. Vẫn... Những cái hôm mà mình thịt lợn ấy không đánh cái canh. Kẻ đánh cái gì đấy? Đấy, canh đấy mới ngon. Không, không cường lắm. Rất là ngon. Ngày xưa em chợ Hiến, em vào chợ thì em bán, em chợ vẫn là nằm ngoài sông thôi. Ừ. Thế còn là Hiến gì đây? Vâng. Nên lâu lắm rồi. Lâu rồi. Đây đây con đó. Chợ, cái chợ này trước nó cũng to lắm anh nhỉ? Ừ, trước chợ xa to. To mà. Trên bến Thích Duyệt. Ừ. Thế mà bây giờ thưa thích người. Giờ nó giãn ra nhiều chợ rồi. Giờ chợ trên Mục Lan, chợ chính ngày xưa bây giờ cũng còn ít. Đúng rồi. Bây giờ hầu như ở đâu người ta cũng mở chợ nhiều. Chợ di động cũng nhiều. Bây giờ núi này chợ ở đâu? Chợ xếp nhiều. Vâng. À. Kiểu dân cư ở đông là người ta đã mở chợ. Nhanh nhỉ, thế đã học xong rồi. Thi tốt nghiệp rồi. Hôm gặp chú Toản, nên quay trên bốt. Đấy, đưa lên quay trên bốt chợ xa. Theo trên YouTube đi rồi. Nhưng mà... Nhưng mà về sau quay lại lần hai mà không ngồi ấy. Lần hai nó xem rồi. Lần hai là tìm thêm mới đầu em nghĩ em chỉ nghĩ một khoảng là chỉ hai ba cái cũng nên nhiều. Nhưng thật mà lúc tôi chỉ khoảng 11-12 tuổi lúc thời Trân Châu mà đến bây giờ mới neo lên mà tôi vẫn căn tọa độ để tìm bốt để tìm thấy được. Giờ rộng lắm rồi. Rộng lắm. Rộng lắm. Mấy bốt sao mà nhiều đấy? Nhiều anh nhỉ? Nhiều lâu cây cối. Mười mấy cái. Bộ nó có mấy cái. À? Mấy cái nào? Nguyên nó đập mấy cái. Nó đập còn đập móng cũng đập mấy cái. Ừ. Tính tổng nó vào mười mấy cái anh nhỉ? 14 cái. Đấy. Nhiều thật nên là lắm. Nhưng bên trong bây giờ bùn nấp hết chưa? Hay vẫn nó vào? Cũng qua là cái lớp bên tận cửa cũng có cái là vẫn đi được vào. Rìu rồi. Ba ngách là vẫn vào. Vẫn vào được. Vào trong nó rộng lắm. Vậy có cái gọi là cái đồn nhãn đi trước, đa số ngồi trên đấy. Đồn nhãn nó to, nuôi là bọn nó vẫn bích lịch, thỉnh thoảng nó vẫn lên trên đấy. Nó phá hết. Nói từ ngày làm YouTube đến giờ là bao nhiêu thợ đi vào đây hỏi. Quay. Ở trên chỗ cái cầu lô trên kia thế, cũng nhiều bốt. Cầu gô có cái là cầu gì? Cầu lô Yên Thế cơ. Cầu lô mới là Yên Thế cơ. Cầu gô nó ở ngay đây, ở chỗ sàn răng. Ừ. Đấy có cái bốt lộ. Ừ, có mấy cái đấy. Dạ, ở Diên Dương. Thế chứ trước Pháp nó xây dựng cũng ác nhỉ. Khắp nơi. Nó tính nó chiếm luôn, may có nhặt nó sang nó gỡ đoạn. Đa số nó chặn những cái đầu đường với lại đầu sông. Trước đa số đường sông nhiều.
chặn được sâu. Bánh nhau làm thiệt hại về kinh tế. Xây lên đây cũng phải bao nhiêu công sức nên lên lên đây. Nhiều tiền chứ trước chị, dân mình đi phu khổ. Chị bảo là nó toàn bắt các cụ như mình vác xi măng cái đồ cho nó lên nó xây. Dạ còn cây to cái loa kia nặng lên 60-70 cân. Điện Biên Phủ xây qua lòng sông. Đường hầm nó qua lòng sông. À đâu? Điện Biên Phủ. À ừ. Tiết này bán. Mùa này không có mùi chó. Không có rau không chúa. Vâng. Mùi này là mùi tây. Mùi tàu. Mùi này mùi tàu. Kia là rau diếp cá phải không anh? Ừ, diếp cá mùi tàu. May đằng sau lại còn. Cá ăn nó không hợp. Nó là mùi tàu. Mùi chúa mùi tàu. Không có thì cứ. Này mà cậu đi bán hàng. Không là rau thơm. Cái cành này lỗ. Kia nhân nó chỉ ít thôi. Lưng bát dưới lưng bát cậu chơi này thì đáng ra là bát của nó là 20.000 nhưng bát này phải 50.000 vẫn lỗ. Thế kia nó chỉ được nửa này thôi. Nhà nửa đã 20.000 rồi. Văn hàng này. Cái bản tính bác này cũng phóng khoáng. Đấy là theo tỷ lệ những ông nào không đi bán được hàng là ông đấy ở nhà là hay quá. Nào anh ơi, anh Toàn nhỉ? Nào. Cái cành nó cứ cho nó hết đi. Anh ơi. Rượu đấy là rượu gì? Ngâm loại gì? Thuốc bắc. À thuốc bắc. Có mình vừa rồi Toàn dùng men lá. Đâu được. Rõ chai. Đâu men lá. Men lá, mình mua can rồi. Thế, chai. Thế còn cái ở cái chai kia là rượu gì? Cũng rượu thuốc bắc nhưng mà cái này mình mua mạng mua trên mạng là gì nhỉ, gì Mạnh Khang ấy nhỉ. À Mạnh Khang còn về xương khớp đấy chứ phải không, xương khớp bổ gan thận. Ừ. Nó là thuốc bổ, vẫn là thuốc bổ, có nghĩa là người ngủ như củ thức đúng không, vẫn là thuốc bổ. Bây giờ trên mạng nhiều cái thuốc cổ thuốc kiếp cũng chưa biết được nhưng mà... đây Minh Mạng Khang. Ở Bắc Giang. Này nó ở Yên Dũng. Cái này em không nắm được về cái này mình. Nó có tất cả là ba mấy vị. Có cái trà sơn mật hồng sâm là một này. Cái trà cái cây bổ. Thằng này là mua ở tại nhà thuốc Lạng Quyền. Thuốc bổ Lạng Quyền. Lạng Quyền đấy, chính xác là tên là ông Quyền. Ngày xưa là Lạng Quyền. Anh có biết cây gọi là cây bổ máu không? Cái đấy em về uống được rất tốt. Cái này rất là hiếm. Chỉ bọn Tây Bắc. Thuốc cây đấy của nó là cây bổ máu. À cây gọi là cây bổ máu. Bổ máu đấy, cây cho đẻ mình bổ máu. Không. Kia nó bằng cổ tay này nhưng mà thái ra của nó nhựa của nó đỏ lừ. Cây cây gì nhỉ? Như đằng đấy em phải thừa nhận uống đằng đấy là nó rất tốt cho nội tạng. Cây bổ máu. Tiêu hóa. Chợ phiên Tây Bắc hay mà. Đấy, chính xác. Hôm em mua một ít về em thử uống. Chợ mình không có. Nhưng mà phải nói là cũng hiệu nghiệm. Phải công nhận hiệu nghiệm. Thì như chợ phiên Tây Bắc thôi. Ừ, trên đấy thì nhiều. Này làm chuyến Sa Pa. Du lịch tiện. Hôm nọ em lấy hai lạng về thử uống. Mua bây giờ. Nhưng mà uống của nó kiểu chát chát, nhưng của nó thì cái vị của nó kiểu hơi chát chát. Nó gửi về. Thế nhưng mà có cái là cái là mình mua trên mạng sợ nó không phải. Đi tìm nguyên liệu. Tìm nguyên liệu. Ăn đi anh ơi. Đi. Em ơi. Dạ vâng. Em ăn nát đi, anh thì chưa ăn. Chấm làm miếng này. Lấy đi mà. Ừ, ngon hết. Có thế này lấy đi chưa? Tắn đi chưa?
Vẫn chưa, hôm nay vẫn nhà. Nhà hôm nay đi vào chụp ảnh cùng với Hiếu. Ý là vào thời điểm có bay không? Nó cho công ty nó gọi. Chờ đơn. Cho công ty nó gọi. Thật sự thời gian đi, đi nước nước ngoài à, giờ đi nước nước nào à, đi Đài giờ nó đơn khủng hoảng, nhiều đơn không có đơn ngon. Đi Đài chính thức, đi Đài giờ còn khả năng còn hơn đi Nhật này. À đúng không, nếu kinh phí vừa rẻ vừa này mà kể cả lương được. Lương giờ cũng Đài chắc cũng phải nằm cũng khoảng 15 triệu, 15-16 triệu. Nhật giờ chỉ thế thôi. Đi Đài được 20 triệu. Bây giờ? 10 hay 5 triệu. Phần mấy mấy là đi gọi là tuổi tuổi cao cao đi giúp việc. Hoặc đi... Đây xong đấy nó bảo nó làm xưởng gỗ. Đi công ty vất vả lắm. Sang Đài Loan là công ty vất vả. Ở nhà 10 triệu thì sang bên đấy được 17 triệu thì thôi ở nhà. Nhưng mà ở đấy, đâu, ở bên đấy nó làm cũng kiểu nó dài thời gian. Dài thời gian thì nó tăng ca nhiều. Được lắm. Không uống rượu đấy kìa. Không giờ đang mùi thơm tí. Thôi nào, lâu lắm anh em mình ngồi nhau thế là em nốt chân này thì em xin phép. Chúc sức khỏe anh chị với các cháu là luôn mạnh khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Chúc chú coi như tốt. Nhiều tiền. Ngày càng phát triển. Thank you.